Xin chào tất cả các bạn. Mà Ngư, mấy năm nay mình đi quay Music Travel á, là mình quay được mấy nơi em nhớ không? Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại, từ đó tới bây giờ thì mình đi được khoảng 6 nơi. Đúng rồi. Thật ra là 6 lần đi thôi chứ nơi mình đi một lần tới 3 chỗ là. Đúng rồi, mình đã đi Đà Lạt rồi nè, mình đi đâu nữa đi? Mình đi biển cũng có rồi. Biển rồi, biển có mà luôn. Mình đi Vĩnh Hy. Đúng rồi. Và trong tương lai là mình sẽ đi Phú Quốc và lặn biển. Thì mấy bữa tháng 12 với tháng 1 là mình đi Sapa nè. Mình đi Sapa, Ninh Bình, Hà Nội rồi, nên mới đón giao thừa. Mộc Châu nữa. Mộc Châu, ôi Mộc Châu cũng đẹp lắm. Mộc Châu rồi, quá đẹp, cảnh quá đẹp. Mộc Châu là thật ra là cái đợt đó là đáng lẽ là không có đi đâu. Nhưng mà tại vì tiện đi, lợi. Tiện lợi lại đi làm có mấy bài nhạc Tết cho các bạn xem nữa. Với lại quá yêu nghề. Đúng rồi. Với lại đặc biệt hôm đó là Ngư với chị biết là không chỉ đi quay đâu. Mà tại vì có dịp là được cô Thúy Lâm với lại bác Huy Cường mời ra để được nhận cái giải vinh danh tài năng nhí của năm á. Quá hay. Vì nói chung mấy người là hai chị em mình đi trong mấy năm nay là đi dưới biển cũng có, đi tới núi cũng có. Ừ. Đúng. Và rồi, tương lai là mình đi hết. Sau đây là một bài rất là dễ thương, đó là bài uống trà. Trà sữa cũng được nữa. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim dim. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều qua rèm cửa sổ, tờ báo sân trên tay. Ung dung làm ngụm trà rồi xem tình tiết thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mẹ chuẩn bị được gì, đồ này mày ôi chưa. Bố thì nói chuyện về sáng giàu, kinh doanh rồi lại chứng khoán. Cả nhà quay quán mát ấm trà. Bố cười, mẹ cười, chị cười ó, tôi cười. Ở đâu, ở đâu, ở hãy nhớ lấy ai. Về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ ai. Ở đâu, hãy nhớ lấy ai. Về đi, về uống một ngụm trà với bố mẹ. Sáng sớm thức dậy cho là một thế nào nào. Bụng cho bọc thấy cồn cào, ngoài trời đánh răng xôn xao. Chiều qua rèm cửa sổ, tờ báo sân trên tay. Ung dung làm ngụm trà rồi xem.